Rồi nha, xin chào mọi người nha, mọi người đến kênh Phạm Phong Massage của mình nha. Như hôm đây là những con rắn mình bơi được. Này, con này mang một ký này. Cặp lông này 6 lạng này. Con giáo là 4 lạng. Này mình sẽ một bình tam xa đến xem. Anh em mình sẽ dạy mọi người cách làm bánh rắn hung mang. Đây mọi người chuẩn bị, chỉ cần chuẩn bị một miếng nhựa nha. Đấy. Và mọi người mổ rắn không thì mọi người rửa bằng rượu sạch sẽ nha, mổ nha. Mình sẽ đây xong mình sẽ làm cho mọi người chi tiết cho mọi người xem. Đây mọi người chỉ cần gặp miếng nhựa này, cắt nhựa này khoảng độ con rắn 1 cân thì các bạn cắt khoảng độ 7 đến 8 phân. Đấy, 7 phân 8 phân là tùy các bạn. Bạn muốn làm to làm bé như mình thì làm thế, con bành của con rắn như nào mình làm như thế. Nên mọi người lồng này, mọi người lồng rồi, mọi người làm từ từ này, bành từ từ này ra. Cũng vào cái khuôn của nó thì nó bành, nó sẽ dễ bành hơn. Bạn là nhẹ tay nhé, chẳng may nếu mà các bạn muốn mà cắt to sợ bành mạnh nó bị rách, như nhiều anh em đã bị xem, nhiều anh em làm đã bị rách rồi. Đấy. Đây rồi cần nha, nó nhẹ nhẹ từ từ nhé, rồi không nên làm mạnh tay, tay thì nó sẽ bị rách. Đấy. Nhẹ tay nha. Đấy, nhà đã xong em nhé. Anh em nhìn nhận nhà nhé, mà mày nhìn cần chỉ tí cho nó cất là được. Em nhìn chưa, thế là đã hoàn thiện gần hết đấy, gần xong rồi. Tí mình sẽ hôm nay mình chỉ mọi người cách nha, làm bánh nó, mình chỉ mọi người cách quấn bình luôn. Đó, các bạn xong rồi các bạn nha, bẻ đầu xuống. Đó, nó sẽ thành một cái bánh. Em nhìn chưa, này đã xong, mình chỉ cần lấy hai chỉ khâu đây. Đấy là xong. Đấy, nhìn đó, ok không? Đấy, mọi người nhìn xem. Nhà mình chỉ cần lấy hai chỉ khâu ra được. Đấy, 20 điểm đấy. Ok nhé. Mọi người thấy hay thì cho em xin được like nhé, cho em xin đăng ký nhé, để em tiếp tục làm video cho anh em nhé. Đây. Mọi người đấy, em thấy chưa? Thấy chào không? Đấy. Ok không? Đấy, như này là đã hoàn thiện xong rồi, mình chỉ cần khâu chị đây, mình lấy khâu đây cho em xong. Mọi người mua lên một cuộn thước này. Đấy. Mọi người em lên mua thước thì sẽ đẹp hơn. Mình sẽ khâu rồi ạ, mình sẽ cuốn này. Đây là số điện thoại của mình. Đấy. Nó hơi mệt, hơi chói. Anh em có thể liên hệ trực tiếp cho số điện thoại của mình nếu anh em cần tư vấn gì nhé. Mình có nhận làm bình xuất tại cho anh em nhé. Đấy, theo cầu. Đây, bây giờ mình sẽ khâu cước lại cho anh em.
Đây, thế là đã xong. Này mình có thể lúc mình nào mình có thể treo hai dây mình em nhìn thấy ok không? Này là ok chưa? Đấy. Đây nhé. Em nhìn thấy ok không? Được không? Đấy. Đấy. Này mình có thể chỉnh cái này là ok. Đấy. Hoàn thiện như này hoàn thiện xong. Đấy. Rồi, tí nữa mình sẽ ngâm vào bình. Mình thì mình chị em là không biết quấn thì mình có thể chị em cách quấn mình luôn. Đây, bộ ba bộ tam sàng cái đẹp bình mình bộ này mình sẽ lên mình 7 lít thôi. Bộ này rắn nó tầm trung không phải tầm to nhỉ. Đấy, mình sẽ lên mình 7 lít là vừa thôi. Chào anh em nhé.